Tôi là người Việt Nam. Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ, tốt nghiệp Harvard, nữ cường khiến Mỹ phải đổi luật, từng được đề cử Nobel. Tổ chức Space for Humanity mới đây đưa tin, Amanda Ngọc Nguyễn, sinh năm 1991, sẽ là người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ. Trong đợt phóng tên lửa đẩy của tập đoàn hàng không vũ trụ Blue Origin, Amanda Ngọc Nguyễn, người Mỹ gốc Việt tốt nghiệp Đại học Harvard và từng thực tập tại cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA vào năm 2013. Năm 2014, Amanda Ngọc Nguyễn sáng lập ra một tổ chức phi chính phủ có nhiệm vụ bảo vệ các nạn nhân bị xâm hại tình dục. Sau 6 tháng thành lập tổ chức RISE, Amanda Ngọc Nguyễn công bố bản dự thảo dự luật về các quyền của những người sống sót sau khi bị tấn công tình dục. Ngày 7 tháng 10 năm 2016, Tổng thống Barack Obama đã ký thông qua bộ luật này. Tính đến nay, bộ luật này đã thay đổi cuộc sống của ít nhất 25 triệu nạn nhân. Với nỗ lực của mình, Amanda Ngọc Nguyễn đã được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2019 và được tạp chí Time vinh danh là người phụ nữ của năm 2022. Tạp chí Forbes xếp vào danh sách 30 nhân vật xuất chúng dưới 30 tuổi. Tôi là người Việt Nam. Tôi bay vào không gian cho những cô gái trẻ Việt Nam có thể nhìn thấy chính mình giữa những vì sao. Điều quan trọng với tôi là mang cộng đồng của mình với tôi. Tôi có thể là người đầu tiên, nhưng mà tôi sẽ không phải là người cuối cùng.